Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai đội tuyển nữ New Zealand và nữ Philippines. Đây là trận đấu thuộc lượt trận thứ hai của vòng bảng vòng chung kết FIFA World Cup bóng đá nữ 2023 và sẽ được diễn ra vào lúc 12:30 ngày 25 tháng 7 theo giờ Việt Nam. Và các cầu thủ nữ New Zealand trận đấu này sẽ là những người được đánh giá cửa trên và sẽ chấp nữ Philippines với mức kèo là 1,75, mức kèo hãy tăng 2 trái và hạ xuống còn 1,5. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,75, 3 trái và 2,5, tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nha. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là mình có tạo một kênh YouTube mới tên là Duy Review Soi Kèo, thì bạn nào quan tâm đến những nhận định của mình để tham khảo các kèo bóng thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình bằng một lượt đăng ký nha. Mình có để sẵn đường link kênh mới ở bên dưới phần bình luận của video này. Các bạn cứ việc nhích nhẹ cái màn hình, các bạn xuống dưới phần bình luận. Sau đó các bạn sẽ thấy một cái đường link màu xanh và ấn vào đường link đó, ấn thêm chữ đăng ký là xong nha. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này nha. Thì trong quá khứ, đội tuyển nữ New Zealand và nữ Philippines cũng đã có một lần gặp nhau. Và lần gặp nhau đó thì nữ New Zealand đã giành chiến thắng trước nữ Philippines với tỷ số là 2-1. 5 trận thi đấu gần nhất của nữ New Zealand, thắng 2, hòa 1 và thua 2. 5 trận thi đấu gần nhất của nữ Philippines, thắng 3 và thua 2. Và ở lần chạm trán này với cái mức kèo thế này thì theo nhận định của mình thì lần này mình sẽ đặt niềm tin vào nữ Philippines, nhưng mà sẽ lựa cái mức kèo phụ đó là nữ Philippines được chấp 2 trái nha. Vì sao? Mặc dù trận đấu này một lần nữa nữ Philippines phải bị đánh giá cửa dưới hơn so với đối thủ. Tuy nhiên thì nếu mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại, kể cả bảng xếp hạng FIFA nữa, thì so với nữ New Zealand thì nữ Philippines họ cũng không phải gọi là hoàn toàn quá yếu đâu. Thứ hai đó thì lựa mức kèo nữ Philippines được chấp 2 trái đi. Nếu như trận đấu này mà nữ Philippines cầm hòa được nữ New Zealand, thậm chí là có để thất bại trước nữ New Zealand với cách biệt là 1 bàn, 2 bàn, thì chúng ta chọn nữ Philippines, chúng ta cũng chỉ từ quê kèo đến thắng kèo mà thôi. Với lại thứ ba thì trong bóng đá thì nó cũng chưa nói trước nhiều điều, khi mà 90 phút chưa thúc, không phải lúc nào cửa dưới thì phải nhận thất bại đâu. Hiện tại nếu tính ra 5 lượt trận gần đây thì nữ Philippines vẫn đang có phong độ tốt. Ở lượt trận đầu tiên thì do nữ Philippines phải chạm trán với một hòn đá tảng cực lớn cho nên là họ để thất bại cũng không có gì gọi là quá bàn cãi cả. Tuy nhiên thì lượt trận thứ hai này gặp đối thủ nữ New Zealand dễ chịu hơn nhiều, thì cộng với đội hình của nữ Philippines đó toàn là những cầu thủ chất lượng đến từ châu Âu không à, thì biết đâu trận đấu này nữ Philippines mới là những người đá hay hơn và có thể là giành chiến thắng trước nữ New Zealand luôn thì sao. Cho trận đấu này và đoàn tư tưởng mình ưu tiên chọn nữ Philippines, lựa mức kèo được chấp 2 trái nha. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,75, 3 trái và 2,5. Thì cái lần gặp nhau gần nhất của hai đội thì cũng đã có 3 bàn thắng được ghi rồi, và thời điểm hiện tại thì cả hai đội nếu tính ra 5 lượt trận gần nhất thì vẫn đang có hiệu suất cơ bản tốt và phong độ ổn định, thì mình nghĩ trận cầu này tiếp tục sẽ có từ 3 bàn trở lên. Dự đoán có thể là 2-1 rồi một lần nữa nghiêng về cho nữ New Zealand, hoặc là hai đội sẽ cầm chừng nhau với số hòa 2 điều. Và tư tưởng mình nữa thì ưu tiên chọn kèo tài 2,75 hoặc đợi tài hạ xuống 2,5 thì vào nha. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 1 trái và tài xỉu là 1,5. Thì dự đoán hiệp 1 với thể lực nó cũng không thua kém như nữ New Zealand là mấy, và phong độ đang tốt thời gian đây thì nữ Philippines họ cũng sẽ không thua hiệp 1 đâu. Thậm chí là hiệp 1 nữ Philippines mới là những người chơi hay hơn và có được bàn thắng như trước. Hiệp 1 các bạn chọn nữ Philippines được chấp 1 trái nha, và canh tài hạ một chút thì vào, và các bạn hãy lại cho qua cái tài xỉu hiệp 1 nhé, tại vì mình thấy hiệp 1 tài xỉu cũng khá là khó. Tới là cho chốt kèo là chọn nữ Philippines, và đá tài ở hiệp 1 cũng chọn nữ Philippines được chấp 1 trái, đá nhẹ cái tài thôi hoặc là cho qua. Chúc anh em may mắn.